Đây tôi lên thư viện xã Song Khê này được bác Huy nguyên là một giáo viên nghỉ hưu đã thành lập rất là lâu rồi và được nhiều các cơ quan chức năng và đài báo đến ghi nhận công của bác đã xây dựng lên cái thư viện miễn phí này cho xã Song Khê. Hôm nay thì tôi gặp bác là sau đó thì về tìm ở nhà thì có một số cuốn sách cũ trước tôi sưu tầm thì tôi cũng đã đọc qua, nhưng mà có thể bây giờ thì với mình thì có thể mình xem rồi, nhưng mà với bạn khác có thể là lại đang rất cần. Thế thì muốn mang để quyên góp cho bác. Trong này thì có một số sách ở các lĩnh vực khác nhau. Đây là cái mô hình giải quyết tranh chấp đất đai cơ sở này. Cái này là sách kỹ thuật về Photoshop. Trước tôi học Photoshop mà. Đấy. Sổ tay nghiệp vụ hòa giải này. Luật xây dựng này. Luật doanh nghiệp này. Để chương trình sơ cấp lý luận chính trị có một tập, trước tôi đi học. Đây là tổ chức hội đồng nhân dân. Rồi thì đây là những kiến thức cơ bản đây của trưởng thôn, trưởng bản này. Đây là luật đất đai, cái luật này thì cũ rồi, nhưng mà sẽ có những người người ta cần để tra cứu những cái thông tin cũ, có thể là như vậy. Trưởng thôn, trưởng bản, bầu cử hội đồng, văn kiện. Đấy, có thể sẽ có những người người ta tra cứu lại những cái đấy, cái chương trình sơ cấp lý luận chính trị Mác Lênin. Vâng, tốt quá. Bác Huy ơi, cái hiệu sách của bác bây giờ nếu mà có tổng cộng độ bao nhiêu đi đầu sách bác nhỉ? Hiện nay là thư viện tôi xin được 11.000 đầu sách rồi. Vâng ạ. 11.000. 11.000 đầu khắp sách. Các nơi trên đất nước này gửi về tặng tôi. Vâng, tặng thầy là vâng, thầy. Cho đến thời điểm này là 11.000 đầu sách rồi. Vâng. Thế và tôi cũng còn đang tiếp tục huy động thêm. Vâng. Để cho cái thư viện đó mỗi ngày một phong phú. Vâng. Và để phục vụ cho độc giả. Vâng. Tức là phục vụ mọi cái tầng lớp nhân dân. Vâng. Từ các em học sinh đến tất cả các cháu học sinh và sinh viên. Vâng. Thế ở trong xã và ngoài xã. Vâng. Ngoài xã thì có còn có Tân Tiến này, thế rồi thì trên Tân Mỹ. Vâng. Thế trường cấp 2, cấp 3 Giáp Hải các cháu cũng xuống đây tôi cho mượn sách là miễn phí, mang về đọc miễn phí. Vâng. Đọc xong thì mang xuống đổi. Vâng. Tiếp tục đọc tiếp. Thế vâng. Thì cái lượng đọc, cái lượng mà lượt mà các cháu đọc ấy, năm 2019 vâng. Là 2.000 lượt bạn đọc. Vâng. Thế đến năm 2020 này thì cái số lượng đọc từ đầu năm đến giờ đã gần 1.000 rồi. Vâng. Vì ảnh hưởng cái dịch Covid cho nên là một thời gian cũng đã phải tạm dừng. Vâng. Theo cái chỉ thị của tỉnh. Vâng. Thế nhưng mà thời gian này thì tôi đã tiếp tục mở cửa để đón các cháu học sinh, sinh viên và những người trung cao tuổi đến tôi cho mượn sách để về đọc. Vâng. Thế cái lượng sách thì theo tôi thì cứ càng ngày càng ít chứ không cứ đòi hỏi của độc giả rất nhiều. Vâng. Thế nhưng mà tôi xin được thì nói chung các đầu sách thì hợp với đại lứa tuổi sinh viên và học sinh và hợp với người trung cao tuổi. Vâng. Cho nên độc giả của tôi đông lắm. Vâng. Rất là đông. Cái đấy mà cái rất là tôi rất là mừng. Trong cái thời gian tới này tôi còn tiếp tục mở rộng thêm cái diện tích này. Tức là diện tích này cũng chưa đáp ứng được. Cái sách của tôi rất nhiều để trên bàn này. Và còn rất nhiều sách tôi chưa được vào sổ được. Chưa vào được sổ theo dõi này. Và sổ theo chưa dõi. Chưa có cái
cái giá, cái kệ để bày lên và có thể cái sự phân loại chưa được chỗ để phân loại. Tới đây tôi sẽ làm thêm giá sách và tiếp tục phân loại tiếp để đưa sách lên trên giá để đọc giả tìm cho tìm nó dễ. Vâng, đưa phân loại và sau này tiến tới có thể là sẽ quản lý bằng phần mềm tin học. Vâng. Bác ạ, cháu thì nghe thông tin trên đại chúng rất là nhiều về cái thư viện của bác và được các cấp chính quyền rất là cổ vũ và cộng đồng dân cư cổ vũ, và thứ nhất là quyên góp những cái cuốn sách nhiều thể loại về đây và cũng đến đây để truy cập để mượn sách về đọc phục vụ rất nhiều cái tầng lớp khán giả. Và cháu cũng biết bác là nguyên một cán bộ nghỉ hưu, một giáo viên nghỉ hưu, và năm nay bác nghỉ hưu cũng được mấy chục năm rồi. Năm nay tôi sinh năm 1933. Vâng. Thì năm nay theo các cụ thì năm nay tôi 88 rồi. Vâng. Thế theo nhà nước thì năm nay tôi 87. Vâng. Tôi sinh 1933. Vâng. Thế vậy là tôi làm cái thư viện này từ năm 2012. Vâng. Năm nay là 8 năm rồi. Vâng. 8 năm thì khắp mọi nơi, mọi người, các đài truyền hình. Vâng. Đầu tiên thì họ đưa tôi lên việc tử tế. Vâng. Sau đó là các đài truyền hình, đài trung ương, đài địa phương. Vâng. Rồi đài, các đài đưa tin của thư viện tôi lên, vâng, lên truyền hình. Chính vì thế cho nên là khắp mọi nơi họ gửi sách về cho tôi. Vâng. Thư viện đấy càng ngày càng nhiều. Vâng. Càng nhiều sách và toàn sách quý thôi. Thực rất ra, nhiều rất cháu nhiều nhìn ở đây ấy, thì rất nhiều những cái sách những sẽ được xuất bản có thể từ các rất nhà lâu xuất bản rồi này. Gửi. Vâng. Đặc biệt thì trên toàn tỉnh thì không thư viện nào có cái mảng chữ nổi phục vụ cho người mù. Vâng. Chữ Parai. Riêng tôi có. À, à, đấy là một cái sự độc đáo. Vâng. Cái... không thư viện nào có. Vâng. Ngay chữ... thư viện tỉnh cũng không có. Thế mà riêng tôi có cái mảng chữ nổi. Vâng. Cái bảng chữ Braille này là rất là quý để phục vụ cho người mù. Và trong xã mình thì có một số trong xã này thì trong xã này có một số có một chi hội người mù. Vâng. Thì có cái bác Nguyễn Khắc Do, bác ấy đọc rất tốt về cái mảng chữ Braille này. Đấy. Cái này tôi mới nhập vào mùng 7 tháng 10 năm 2020. 20. Vâng. Thì kỳ cả một cái sắp kia. Vâng. Bao nhiêu năm rất rồi. Là nhiều. Rất nhiều lĩnh vực sách các bạn nhé. Về đây thư viện của bác Huy ở thôn Song Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang. Hôm nay thì với một độc giả chỉ có mấy cái cuốn sách rất là đơn sơ thôi, nhưng với tinh thần là yêu quý bác, một người thầy đã tận tâm với thế hệ trẻ, với cộng đồng, thì tôi đến đây là cùng chia sẻ với các bạn và trao đổi câu chuyện với bác, vì tôi rất là khâm phục bác là một người thầy thì đã cống hiến cho nền giáo dục Việt Nam trong suốt thời kỳ tuổi trẻ. Sau nghỉ hưu thì bác lại lấy cái khả năng kiến thức, lòng đam mê của mình để mà tiếp tục cống hiến cho cộng đồng dân cư trong khu vực cũng như ở rất nhiều nơi. Nếu bạn nào có nhu cầu thì liên hệ và tìm đến bác Huy ở thôn Song Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang. Bác nào có các sách, các tài liệu thì chúng ta cùng chung tay để xây dựng cho cái thư viện của bác Huy ngày càng được nhiều hơn và có thể nhận về vật chất cũng được, về những cái giá hàng này hay là gì đó để mình mở rộng cái nơi lưu trữ này. Nơi lưu trữ cũng là cái thư viện, cũng là nơi lưu trữ các tài liệu quý. Đấy. Bởi vì bây giờ vẫn còn rất là thiếu các kệ giá đỡ. Đấy. Kể cả thiếu không gian nữa. Vì cái thư viện, cái nhà này là bây giờ là nhỏ rồi. Bây giờ là thành ra rất là nhỏ rồi. Rất là thiếu các bạn ạ. Thế thì bác ơi,
Đấy, nhân đây cháu rất là cảm ơn bác. Đấy. Và câu chuyện trò chuyện của bác trong mình thì cháu xin phép cháu chỉ đưa lên cái trang YouTube của cháu ở trên trên mạng xã hội để chia sẻ với cộng đồng. Vâng, trong suốt thời gian vừa qua thì tôi cũng được các đài truyền hình đưa lên và tôi được khen của cao nhất là của Thủ tướng Chính phủ. Vâng. Thủ tướng tôi được giấy khen kia bác hả? Không, giấy khen tôi để trong nhà. Vâng. Giấy khen tôi được cái khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Vâng. Là hai, ba là giấy khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Vâng. Thế còn giấy khen của tỉnh, giấy khen của thành phố, tôi đều có cả. Vâng. Lần nữa bác cho cháu chụp cái ảnh bên nhà. Thì hai bác cháu về bên nhà đi. Thầy Huy. Thì ở đây tôi thấy cái giấy khen của xem nào những khen của Thủ tướng Chính phủ. Vâng. Thứ nhất đây là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. À, ông thầy nhỉ? Vũ Đức Đam. Vâng, về thăm này. Ông Võ Văn Thưởng. Vâng, đây là Võ Văn Thưởng. Bác Võ Văn Thưởng này. Đây, bên này là đây bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Bằng khen đây nhá, bằng khen. Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và bằng khen Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen ông Đào Quang Huy, cán bộ thư viện xã Trọng Hiền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Rất nhiều bằng khen của, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vâng. Đấy. Ông Đào Quang Huy này, cán bộ của thư viện xã Trọng Hiền. Thầy ghi đây là cái hội nghị về ngày sách Việt Nam, hội nghị của chính phủ hội nghị toàn quốc đây, bác đã được đi dự cái hội nghị toàn quốc này đây, nhỉ? Yeah. Hai bác là chắc là cái hôm đi nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì là. Phó Thủ tướng. Đây ông phụ trách về Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Tuyên giáo Trung ương. Võ Văn Thưởng. Vâng. Cái hôm đi bác đi dự hội nghị đấy nhỉ? Vâng. Đây, mấy ông đây. Rất nhiều lớp trẻ bây giờ là phải học hỏi cái tinh thần phục vụ của cái bác. Cái này thì hai ông bà đi thi Bách Liên Giai Đảo ở Hà Nội. Đấy. Vâng, cái này thì hai ông bà là không những mà tham gia phục vụ cộng đồng với những cái về kiến thức sách thư viện mà còn tham gia về hoạt động xã hội, vì hai ông bà là con cái trưởng thành và đều tuổi thọ cao, cũng rất khỏe. Rất khỏe. Ảnh kỷ niệm thời thanh xuân. Vâng. Thế sáu anh em trai. Vâng, sáu anh em thời trẻ. Bây giờ lớp trẻ thì phải học hỏi các bác nhiều.